chào mọi người. Hôm nay dù là thời tiết rất là mưa nhưng mà mình vẫn đi cùng với cả Sở Nông nghiệp ở tỉnh Lào Cai đi xuống địa bàn và hợp tác xã Thịnh Phong tại Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là toàn bộ cái khu vực trồng dứa và diện tích trồng dứa ở đây rất là lớn. Và diện tích trồng dứa ở đây lên đến hàng nghìn hecta. Và với cái trái dứa mà mình đang cầm trên tay này, mình thấy nó rất là nặng. Và cái trái dứa này phải dao động cái độ nặng của nó phải rơi từ 1,3 cho đến khoảng 1,8 kg trên một trái dứa. Và hiện tại là cái khu vực trồng dứa để mà sinh trưởng phát triển thì nó rơi vào khoảng tầm 16 tháng thì mới có trái để chúng ta thu hoạch. Bộ cái dứa trên này á, là được trồng là loại dứa queen, loại dứa mà ít có sâu bệnh và độ ngọt rất là cao. Độ rich ở đây nó sẽ rơi vào khoảng tầm 13 đến 15 độ đường. Và trái dứa ở đây thì bạn nhìn thấy rằng là không chỉ to, ngọt mà cái trái có cái phần phần thân trên, phần ngọn ấy cũng rất là đẹp. Và cái này cũng thể là một sản phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng trong Tết sắp tới ấy, là khi chúng ta bày lên trên mâm ngũ quả của chúng ta thì ngoài cái phần quả rất là to và đẹp ra thì còn cái phần ngọn cũng rất là đẹp nữa. Đợt tới khi mà Easybeat cùng với cả hợp tác xã có thể phát triển cái sản phẩm này để bán ở tại thị trường trong thời điểm Tết sắp tới. Và ngoài ra cái sản phẩm này cũng được định hướng của Easybeat rằng là cái việc là xuất khẩu cũng như là phát triển cái công nguyên liệu này theo hướng organic để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khó tính, nhập sang các thị trường cao cấp, ví dụ là Mỹ và châu Âu. Với cái sản phẩm như thế này thì sẽ làm cho rất nhiều những khách hàng dù là có nhu cầu cao hay là nhu cầu trung bình thì cũng rất là thích thú bởi vì chất lượng của nó rất là tốt. Mình sẽ xin phép được đi xung quanh cái khu vực vùng nguyên liệu này để cho mọi người có thể biết được cái khu nguyên liệu này như thế nào nhé. Đây là toàn bộ cái quả đồi mà hiện tại hợp tác xã đã tiến hành trồng và hiện tại bây giờ còn mấy tháng nữa tiến hành thu hoạch cái sản phẩm này chị nhỉ? Rơi vào khoảng 20 ngày đến 1 tháng ạ. 20 ngày đến 1 tháng nữa. Vậy thì cái sản lượng của mình đang hiện tại là thu hoạch là trong 1 tháng là khoảng tầm bao nhiêu chị nhỉ? 1 năm nhỉ? 1 năm thì mình có thu hoạch được tầm bao nhiêu tấn ạ? Dao động từ 3.000 đến 4.000 tấn ạ. 400.000 tấn. 400.000 tấn. Cái sản lượng con số này cũng rất là lớn. Và với cái con số này thì sẽ giúp là cái việc mà thúc đẩy cho cái việc đó là xuất khẩu đủ sản lượng để xuất khẩu. Bởi vì là như anh chị biết rằng là những cái thị trường lớn như là châu Âu hay Mỹ thì họ yêu cầu rất chặt chẽ về mặt tiêu chuẩn là một. Cái thứ hai là cái sản lượng nó cũng đảm bảo thấy rất là lớn thì đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Bởi vì khi họ đã sang đây và họ muốn phát triển cái sản phẩm của chúng ta là theo cái hướng là tươi và chế biến ấy, thì họ đòi hỏi rằng là cái tỷ lệ liên quan đến độ ngọt rồi là kiểu tỷ lệ liên quan đến cái dư lượng bảo vệ thức thực vật ở trong những cái trái cây này rất là chặt chẽ và khắt khe. Vì vậy nên là ở đây thì khi tôi đến đây thì tôi có một niềm tin rất là lớn, đó là khi tôi gặp chị chủ tịch của hợp tác xã thì chị có một cái tư tưởng là rất muốn cùng chúng tôi làm organic cái sản phẩm này để làm sao thị trường quốc tế họ có thể đón nhận những sản phẩm chất lượng cao và có đủ cái tiêu chuẩn và an toàn về sức khỏe cũng như là an toàn về thực phẩm cho những người tiêu dùng.